chào các bạn nhỏ và quý vị khán giả thân mến. Như vậy là chương trình Dấu ấn tuổi thơ lại được gặp lại quý vị khán giả và các bạn nhỏ rồi nè. Mùa hè đã trôi qua, những chú ve con không còn hót véo von trên cành cây nữa. Các bạn nhỏ đã trải qua một mùa hè sôi động và náo nhiệt. Bây giờ các bạn phải quay lại trường lớp và gặp lại thầy cô bạn bè của mình. Và vào mỗi buổi sáng thứ bảy cuối tuần của mỗi tháng thì các bạn nhỏ đừng quên bật TV lên để coi chương trình Dấu ấn tuổi thơ nha. Và nếu như các bạn nhỏ không thể nhớ được lịch của chương trình thì quý vị phụ huynh hãy search trên YouTube Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh để xem lại chương trình Dấu ấn tuổi thơ quý vị phụ huynh nha. Và hashtag của chương trình là Dấu ấn tuổi thơ quý vị nha. Các bạn nhỏ thân mến, mặc dù là mùa hè đã trôi qua rồi nhưng mà chương trình Dấu ấn tuổi thơ ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bé một chú ve, mà đúng hơn là một cô ve bé bỏng, nhưng mà tài năng ca hát của cô bé này thì thật là đáng nể. Và chắc chắn là các bạn nhỏ đang thắc mắc cô bé này là ai, đúng không nào? Và bây giờ thì chị Tuyết Vân mời các bé hãy làm quen với cô bé ve này nhé. Chị Tuyết Vân xin chào bé. Bé có thể giới thiệu cho các bạn nhỏ của chương trình Dấu ấn tuổi thơ biết mình tên gì được không nè? Xin chào chị Tuyết Vân, xin chào chương trình Dấu ấn tuổi thơ. Em tên là Vân Diễm My, học lớp 5, em học trường tiểu học Bào Năng A. Và hôm nay đến tham gia chương trình thì có mẹ của bé Diễm My nữa. Xin chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu với khán giả về mình được không? Chào Tuyết Vân, chào chương trình Dấu ấn tuổi thơ. Em tên là Thúy An. Bé Diễm My là một cô bé rất là xinh xắn và dễ thương, đúng không nè các bạn nhỏ? Và bé Diễm My thân mến, chưa được gặp bé bao giờ nhưng mà lần đầu tiên được gặp bé và cô cũng đã có nghe nhà trường nói là bé hát rất là hay. Và một chút nữa khi mà đến cuối chương trình thì bé có thể gửi tặng cho các bạn một bài hát của mình. Nhưng mà bây giờ thì bé có thể gửi tặng một đoạn của một cái ca câu vọng cổ nào đó được không? Dạ được. Thương nhau cao bộ làm đôi miên, một lá trầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi chiều về tan buổi giờ, em còn hoài vọng bóng người thương. Wow, quả thật là một giọng hát thật là đáng ngưỡng mộ, đúng không nè các bé, rất là hay luôn. Và bé Diễm My này, chị Tuyết Vân muốn hỏi bé là không biết là tài năng ca hát này thì bé phát hiện là khi nào mình có thể ca hát như vậy, và ai là người bồi đắp cái tài năng này cho bé? Dạ thưa chị Tuyết Vân, là từ khi em 3 tuổi thì em đã phát hiện là mình biết hát rồi, đúng không? Dạ. Rồi ai là người đã cổ vũ cho em và tập cho em biết hát được hay cho đến bây giờ? Với chị là mẹ và thầy cô trong trường. Wow, rồi em có thường hay biểu diễn cho trường của mình nghe những cái ca vọng cổ như thế này không? Dạ có. Chị Thúy An ơi, khi mà mình phát hiện ra tài năng của bé như vậy rồi, mình có phản ứng như thế nào ha? Dạ, lúc mà khoảng 3 tuổi là bé đã bắt đầu học hát. Dạ. Thấy bé biết hát, cả nhà cũng rất là mừng, vì cái nôi của nhà vốn dĩ là đã lên vọng cổ với chị. Rồi ở nhà mới tập luyện thêm, dạy thêm, chỉ dẫn thêm, rồi bé cũng nghe các bé trong chương trình hát vậy đó. Rồi bé học hỏi, rồi nhờ thầy cô chỉ dẫn nhiều hơn ở tại trường. Rồi ở nhà ba mẹ, rồi ông bà cũng dạy thêm cho bé. Dạ. Khi mà mình đã cổ vũ cho bé cái tinh thần ca hát như vậy rồi thì bé đã có từng đi biểu diễn ở nơi nào chưa chị? Dạ, bé thì cũng có tham gia nghỉ hè đó, bé tham gia chương trình tiếng hát dành tuyên, rồi hội thi qua Phượng Đỏ. Với mới vừa kỳ rồi thì bé có thi tài năng của giọng cổ ở huyện Dương Minh Châu và bé được giải nhì đó chị. Wow, được giải nhì luôn, bé giỏi quá. Bé Diễm My ơi, nếu mà phải bắt buộc bé chọn giữa việc học và việc ca hát thì bé sẽ chọn việc nào ha? Thưa chị Tuyết Vân, là em sẽ chọn việc học. Ca hát là niềm đam mê của em thôi. Em nghĩ là việc học quan trọng hơn nhiều. Đúng rồi. Và thực sự là khi bắt bé phải lựa chọn giữa niềm đam mê và việc học của mình thì quả thật là một điều rất là khó khăn, đúng không nào? Và chị Tuyết Vân thì mong rằng quý vị khán giả cũng như giống như là chị Thúy An sẽ khuyến khích cho việc học của bé là đầu tiên, để sắp xếp thật là tốt, có thời gian để việc học của bé được hoàn thành tốt hơn ở trường. Và cũng giống như là chị sẽ phát huy được tài năng và năng khiếu của bé, được bồi dưỡng thường xuyên hơn để cho bé không bị mai một.
Và được biết là em đã có được những cái giải thưởng giống như chị An nói rồi. Hy vọng là chị Thúy An sẽ bồi dưỡng nhiều hơn cho bé để mà mình có thể là cho bé tham gia nhiều cuộc thi hơn nữa bên cạnh cái việc học của mình chị ha. Bé Diễm My này, khi mà bé đạt được những cái giải thưởng như vậy thì cảm xúc của mình như thế nào? Em cảm thấy rất là vui và tự hào. Em thường hay về khoe cho ông bà ngoại của em. Và tại sao thì em lại yêu thích cái bộ môn ca cổ này ha? Dạ vì cả nhà em ai cũng đam mê ca cổ. Em cũng muốn nói theo. Em cũng muốn nói theo nghiệp của ba mẹ, ông bà của mình là đều thích cái ca cổ này đúng không? Dạ. Bé Diễm My này, có rất là nhiều bạn nhỏ giống như mình vậy đó. Khi mà lên sân khấu thì cảm giác rất là run nè, hồi hộp nè. Và không biết là bé Diễm My cảm giác như thế nào và làm sao để mình có được cái sự tự tin đó ha? Em nghĩ là mình sẽ xem cuộc thi đó như là một sân chơi thôi. Không cần nghĩ đó là cuộc thi, chúng ta sẽ tự tin và mạnh dạn hơn. Đúng rồi, và chị biết là đó là một điều rất là quan trọng rồi. Nhưng mà em có một cái cách riêng nào đó để mà mình giữ được bình tĩnh khi mà đứng trên sân khấu hát như vậy không? Chúng ta sẽ hít thở thật sâu, vào và bình tĩnh. Bước ra sân khấu đó là một cái sân chơi mà thôi. Wow, đúng là một cô bé rất là tự tin đúng không nè các bạn nhỏ. Và chị Thúy An này, định hướng trong thời gian tới dành cho bé thì chị nghĩ là như thế nào ha? Trước tiên các em phải để cho bé học tập đến nơi chốn rồi. Nếu mà bé có đam mê nữa thì em để cho bé tự lựa chọn đó chị. Các bé ơi, như vậy là chúng ta đã được gặp gỡ và giao lưu với bạn nhỏ này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không chờ đợi lâu nữa nha. Chúng ta hãy cùng xem phần biểu diễn năng khiếu của bạn nhỏ này như thế nào nha. Nào bạn là
Wow, quả thật là một phần biểu diễn vô cùng hay và rất là thú vị, đúng không nào các bạn nhỏ? Và chương trình hôm nay cũng rất là cảm ơn chị Thúy An và bé Diễm My đã đến tham gia chương trình. Chúc cho hai mẹ con luôn có nhiều sức khỏe và hoàn thành được những việc mà mình mơ ước và những cái dự định sắp tới của bé nha. Và các bạn nhỏ thân mến, chúng ta đã trải qua chương trình dấu ấn tuổi thơ với những điều rất là thú vị, đúng không nào? Và chương trình rất là mong nhận được những phiếu đăng ký tham gia của các bé tại địa chỉ chương trình dấu ấn tuổi thơ phòng chuyên đề khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, số 322 đường 30 tháng 4, thành phố Tây Ninh. Và những phiếu đăng ký chương trình đang rất là chờ đợi các bé, hãy nhanh tay và đăng ký về chương trình dấu ấn tuổi thơ. Xin chào và hẹn gặp lại!